rồi sau đấy sang nhá bây giờ mình muốn uh, bây giờ mình muốn uh, kích vào kích vào bất kỳ một ô nào nó sẽ đổi chẳng hạn đổi nó đổi sang hạn. thì ở đây trong mình sẽ viết thêm một hàm nữa private này void <laughs> set click ok set click thì trong này mình sẽ gọi cái get view ô màu mình ra đấy chấm set on click listener đấy <laughs> set on item nhé, set on item, item click listener lưu một cái after view on click listener, ok, thì đây là cái hàm để xét sự kiện khi mà các bạn kích vào từng cái ô màu một đấy. Ừ. đây mình sẽ dưới này mình sẽ tạo ra một cái hàm private uh, void tạo màu, đấy. mình đặt tên là hàm này hàm tạo màu rồi sau đó mình sẽ copy thẳng cái thằng này Đấy, Ctrl x mình paste xuống dưới này và ở đây mình thêm cho nó mình gọi cái ô màu à? bằng lưu ô màu chấm clear chấm clear có nghĩa mình sẽ xóa sạch cái ô màu ấy đi và mình gọi cái hàm tạo màu ở đây Đấy. và ở trong init mình cũng gọi một cái hàm tạo màu đây nữa <laughs> thì có nghĩa là mỗi lần các bạn kích vào một cái ô bất kỳ ấy, thì nó sẽ gọi đến cái hàm tạo màu Đấy, hàm tạo màu. Hàm tạo màu và sau đấy ở trong này thì nó sẽ đơn giản thôi, nó sẽ nó sẽ tạo ra một cái màu ngẫu nhiên, nó sẽ tạo ra luôn nó sẽ gọi lại cái gọi lại cái việc mà tạo màu ấy. gọi là cái việc tạo màu và nó sẽ hết xét hết hết màu cho những cái ô này. Và mình sẽ viết thêm một cái hàm nữa. Và void đi là hàm update. Hàm update có nhiệm vụ là update lại cái màn hình Đấy, update lại cái màn hình ở trên này. Đấy. Thì mình sẽ gọi cái adapter chấm notify channel để nó update lại cái cái list màu ở trên màn hình. Đấy, mình sẽ gọi đây hàm là update này. Đấy. Và dưới này sau khi setup xong mình sẽ gọi cái hàm set click. Đó. Rồi mình bấm loan lại xem được cái gì nhá. Ờ oh, rồi này nhưng mà hiện tại mình bấm thì nó không thay đổi Ok không không có gì đây nó là một cái uh... mình sẽ luôn nó sẽ là một cái gì đấy <laughs> mình sẽ ghi đi một mình sẽ luôn là mình sẽ phải ghi đè lại một vài phương thức ở trong cái thằng ô màu after đấy thì trong đấy nó có một cái phương thức nó là thằng ghét cao ghét cao đấy mình sẽ return đi tên ra cái arrow màu chấm sai để nó để nó update lại là nó phục vụ cho việc update thôi đấy thứ nhất là muốn update thì các bạn phải ghi đè lại cái hàm này là và tiếp theo nữa mình sẽ viết một cái hàm public void đi update uh, update update này mình truyền vào cho nó một cái arenit kiểu dữ liệu là ô màu nhá rồi, <laughs> sau đấy xong rồi, thì mình sẽ gọi cái zip ô màu kia, zip này chấm ARR màu này, chấm clear, mình sẽ xóa sạch cái ô màu mà đang hiển thị đi. đấy sau đó mình gọi này, zip chấm ARR màu, chấm add on, có nghĩa mình thêm vào cái, sau đó mình thêm lại dữ liệu cho nó, và gọi cái hàm notify channel đây, rồi quay lại bên main activity thì trong lúc này nhá cái hàm notify cho đấy mình sẽ không gọi nó ra nữa thay vì đấy mình sẽ gọi ra cái hàm update và mình truyền vào cái arr ô màu đó rồi này bây giờ mình bấm run lại này xem được gì rồi này. rồi mình bấm này đấy như các bạn đã thấy thì hôm là cái màu của mình đang bị thay đổi đúng không cái vị trí của ô màu khác nó đang bị thay đổi này. Đấy, các bạn nhìn không? Đấy. Đấy.